ơi. À quên mẹ yêu ơi chứ. Dạo này thì bạn Cam đã đi học trở lại rồi, cho nên là để buổi sáng không phải dậy quá là sớm hay là vừa ngủ dậy cái đã phải cuống cuồng để chuẩn bị đồ cho con, thì mình sẽ chuẩn bị hết tất cả những thứ này từ tối hôm trước. Nói là thế thôi chứ cũng không có gì nhiều, mình chỉ cần bỏ đồ cũ ra và cho đồ mới vào. Mình cũng sẽ là sẵn đồng phục cũng như là chuẩn bị mọi thứ để khi mà sáng dậy là con có thể tự vệ sinh cá nhân rồi là tự thay đồ quần áo. Mình cũng dành những cái lúc này để dạy cho Cam những cái cách mà con có thể tự lập được. Vì khi mà mình dành được cho Cam cái tính tự lập ý, thì mình cũng sẽ nhàn hơn và có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân hơn. Bên cạnh đó là con cũng sẽ biết cách để có thể là tự chăm sóc cho bản thân của mình. Và để buổi sáng ngày hôm sau được thoải mái và có nhiều thời gian dành hơn cho bản thân thì mình sẽ dọn dẹp qua nhà trước khi đi ngủ. Trước đây thì mình hay có cái thói quen là mình sẽ dọn dẹp nhà vào buổi sáng hoặc là những cái buổi trong ban ngày. Thế nhưng mà mình thấy rằng nếu như mình dọn vào buổi tối thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn và nó cũng sẽ hợp lý hơn. Hơn nữa là khi buổi sáng ngày hôm sau ấy, khi mà mình dậy thì mình sẽ thấy sẵn nhà cửa sạch sẽ rồi thì mình cũng sẽ hứng khởi hơn để bắt đầu ngày mới. Mình cũng sẽ nghĩ sẵn xem trong đầu là sáng ngày mai mình sẽ ăn gì để cho mình không bị bỏ lỡ bữa sáng vì việc nghĩ mãi không biết ăn gì thì đã đến trưa rồi. Sáng mai thì mình sẽ ăn món há cả hấp, cho nên là bây giờ thì mình sẽ cho vào ngăn lạnh để giã đông trước. Trước khi đi ngủ ấy, thì mình cũng sẽ sạc điện thoại và iPad luôn ở ngoài phòng bếp để cho mình không bị ảnh hưởng giấc ngủ. Từ khi mà mình tạo được cái thói quen này ấy, thì mình thấy là chất lượng giấc ngủ của mình được cải thiện đáng kể và vào buổi sáng thì mình không bị phụ thuộc hay là mất nhiều thời gian dành cho chiếc điện thoại. Đừng quên là hãy skincare đầy đủ để khi mà sáng mai tỉnh dậy thì mình sẽ không có một cái gương mặt khô mốc hay là thiếu sức sống nhé. Và tất nhiên, điều mấu chốt đấy là mọi người hãy đi ngủ sớm nhất có thể nhé. Tới lúc mà Cam đi học trở lại thì mình cũng đi ngủ bằng với cả giờ của con luôn. Sau khi mà tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện ấy thì cũng khoảng 9 rưỡi 10 giờ là mình sẽ bắt đầu đi ngủ. Sáng nào thì cũng đều đặn 6 rưỡi hoặc là 7 giờ là mình sẽ tự tỉnh giấc mà không cần có chút nào thức. Có một cái này mà mình thấy vừa tự hào nhưng mà hơi tế nhị một tí để khoe với mọi người. Đấy là mình có một hệ tiêu hóa cực kỳ tốt và thực sự rất là trơn tru và đúng giờ. Đấy cũng chính là chiếc đồng hồ báo thức của mình. Vậy nên là bây giờ thì mình sẽ dành từ 5 cho đến 10 phút cho việc tổng khứ tất cả những gì còn sót lại của ngày hôm qua. Vừa mới ngủ dậy thì mình cũng không có rửa mặt với cả là đánh răng hay là skincare luôn. Mình sẽ lau qua mặt với cả là nước xịt khoáng để cho mặt mình nó được tỉnh ngủ hơn và làm sạch tất cả những cái lớp dầu thừa. Như mình có nói đấy là mình luôn bắt đầu và kết thúc một ngày bằng một ly nước ấm. Cho nên là sau khi mà vệ sinh cá nhân xong thì mình sẽ uống một ly nước ấm cùng với một số loại thuốc bổ của mình. Cái việc uống nước ấm ấy thì nó sẽ rất là tốt cho cái hệ tiêu hóa của mọi người. Cho nên là mọi người hãy thử cái thói quen này xem sao nhé. Khi mà mình thiền ấy thì mình cũng sẽ đốt trầm, mùi hương của trầm cộng thêm là tiếng gió này, tiếng xe cộ dưới lòng đường này, rồi là cả tiếng chuông gió leng keng nữa. Tất cả những cái điều này thì nó sẽ khiến cho mình có một cái sự khởi đầu ngày mới được trơn tru và vui vẻ cũng như là hạnh phúc hơn rất là nhiều.
Sau khi mà Cam đi học thì mình vẫn còn tận 2 tiếng rưỡi nữa để mà có thể dành thời gian hoàn toàn cho bản thân trước khi mà mình bắt tay vào công việc của ngày mới. Và mình sẽ dành cái khoảng thời gian đầu tiên này để cho việc đọc sách. Khi mà mình đọc sách vào buổi sáng ấy, thì mình cảm giác là mình sẽ có thể tiếp nạp những cái nguồn thông tin hay là những cái kiến thức một cách dễ dàng hơn và mình ghi nhớ được nó lâu hơn. Và đây cũng là cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy rất là tĩnh lặng, phù hợp để đọc sách, tại vì là lúc này mình đang ở nhà một mình thôi. Sau khi mà đọc sách xong thì mình sẽ thay quần áo và lôi thảm ra tập. Thường thì buổi sáng mình cũng chỉ tập những cái bài tập rất là nhẹ nhàng, mang tính chất là vận động giãn cơ và cơ thể được khởi động thôi. Tại vì là lúc này thì mình chưa có ăn sáng nên là cũng không có tập được những cái bài nặng. Và khi mà mình tập những cái bài tập cho body xong thì mình cũng sẽ tập thêm những cái bài tập cho cơ mặt, vừa là để giúp cho cái mặt của mình nó được thon gọn hơn, và quan trọng nhất là để cho mặt mình nó đỡ bị sưng phù. Tại vì công việc chính của mình là quay chụp, cho nên là đây cũng là một cái động tác rất là quan trọng để cho mình có thể sẵn sàng chuẩn bị bắt đầu cho công việc của ngày mới. Mình sẽ đi tắm. Cái thói quen tắm sáng này thì nó sẽ giúp cho mình được tỉnh táo và minh mẫn hơn. Thậm chí là mình cảm thấy là nó còn có tác dụng hơn cả một cốc cà phê chứa đầy caffeine. Và nếu như mà mọi người ở khí hậu nắng ấy, thì mọi người có thể tắm sáng với cả nước lạnh. Việc tắm bằng nước lạnh thì nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích. Và nếu như mình nhớ không nhầm thì một trong những cái lợi ích mà nó mang lại ấy, đấy là giúp cho mình có thể giảm cân được nữa. Nên là mọi người hãy thử tìm hiểu xem sao nhé. Nhưng mà đảm bảo là nếu như mọi người có cái thói quen tắm sáng này thì khi mà mọi người đi làm, mọi người sẽ thấy cái hiệu suất công việc của mình nó được tăng lên rất là đáng kể. Tắm rửa xong xuôi thì bây giờ mình sẽ đi skincare luôn. Đây cũng là một bước rất là quan trọng, tại vì dạo này thời tiết Sài Gòn nó rất là khô ấy, cho nên là buổi sáng thì mình không thể nào mà mình lười với một hai bước đơn giản được. Cộng thêm với cái việc là cả ngày thì mình ngồi trong điều hòa, cho nên là việc dưỡng ẩm lúc nào cũng phải được tối ưu. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một vài những cái sản phẩm mà mình sử dụng trong các bước skincare buổi sáng nhé. Sử dụng toner xong thì mình sẽ sử dụng serum Power 10. Đây là một cái loại serum rất là nổi tiếng của Iskin mà mình nghĩ là cũng có nhiều bạn biết. Cái serum này thì có đến 10 tinh chất để cho mọi người có thể xử lý những cái vấn đề của da. Thì những cái vấn đề như là xỉn màu này, thiếu ẩm này, rồi lỗ chân lông to này, thì mọi người có thể sử dụng những cái loại serum cho phù hợp. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái serum này là chiết xuất vitamin E và hoa hồng để dưỡng ẩm cho da của mình và giúp cho da của mình nó có thể được tươi trẻ, cũng như là tiếp năng lượng và mang lại sức sống cho cái làn da của mình, nó đỡ mệt mỏi hơn. Bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng thêm kem dưỡng để có thể cấp ẩm tối ưu và cũng là một bước để khóa ẩm. Ngoài ra thì bây giờ mình cũng đã 30 tuổi rồi, cho nên là mình sẽ ưu tiên sử dụng những cái sản phẩm mà có chứa thành phần là collagen. Và trong em này thì có chứa marine collagen, thì đây là một cái thành phần mà chiết xuất từ sinh vật biển, cho nên là sẽ rất là có lợi cho làn da của mình. Và ngoài ra thì cũng có một số những cái thành phần khác mà mình sẽ để cho mọi người có thể tham khảo. Thì những cái thành phần này nó sẽ giúp cấp ẩm cho làn da của mình để tránh cái tình trạng là da bị thô ráp và giúp cho da mình mịn màng đầy sức sống, cũng như là sẽ khắc phục được những cái tình trạng lão hóa. Bước cuối cùng là mình sẽ sử dụng kem dưỡng mắt. Thú thật với mọi người là trước đây thì mình cũng chỉ có cái thói quen sử dụng kem dưỡng mắt một lần vào buổi tối thôi. Thế nhưng mà mình thấy là nếu như dùng như vậy thì nó sẽ không thể nào mà đạt được cái hiệu quả tối ưu được. Cho nên là mình sẽ phải sử dụng 2 lần một ngày. Tại vì ban ngày ấy thì mắt mình nó sẽ tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời và nó cần có một lớp kem để bảo vệ. Và cái loại kem dưỡng này mình dùng ấy thì nó có thể khắc phục được những cái tình trạng là cải thiện những cái nếp nhăn vùng da quanh mắt này, rồi là cải thiện những cái tình trạng bị mất độ đàn hồi, và sẽ giúp cho cái vùng da quanh mắt mình nó được tươi sáng hơn và có sức sống hơn. Cho nên là mọi người hãy nhớ nhá, là hãy bôi kem dưỡng mắt 2 lần một ngày để mà có cái hiệu quả tối ưu nhất nhá. Mình quên mất, đây mới thực sự là bước cuối cùng, đó là mọi người hãy nhớ bôi kem chống nắng nhé. Dù là mọi người có làm việc ở trong nhà hay trong văn phòng, không ló mặt ra ngoài đường cả ngày, thì mọi người cũng đừng quên bước này để cho da mình được bảo vệ một cách tuyệt đối nhất. Sau khi mà mình skincare xong xuôi thì mình sẽ có một làn da căng mướt và tràn đầy sức sống. Rồi bây giờ thì cũng đã đến bữa sáng của mình. Thường thì là mình cũng sẽ ăn sáng hơi muộn muộn một chút để là đợi bố Kiên đưa Cam đi học về thì hai vợ chồng mình sẽ cùng nhau ăn sáng luôn. Với cả là mình cũng sẽ ăn theo cái chế độ là nhịn ăn gián đoạn. Thường là cái bữa sáng của mình thì nó cũng sẽ hơi bắt đầu muộn một chút xíu, nhưng mà mình sẽ bắt đầu ăn sáng trong cái khoảng từ 9 giờ cho đến 9 rưỡi. Trong bữa sáng thì cũng là lúc mà bọn mình sẽ dành thời gian để nói chuyện đầu ngày với nhau, xem là hôm qua ngủ có ngon không này, sáng nay đưa con đi học như thế nào. Và sau đấy thì bọn mình cũng sẽ chia sẻ với nhau về những cái dự định, những cái kế hoạch công việc mà định làm trong ngày hôm nay.
Sau bữa sáng, trước khi mà thực sự bắt đầu công việc thì mình sẽ phải lên kế hoạch trong một tờ giấy tất cả những cái đầu mục công việc mà mình cần làm ngày hôm nay. Và khi mà mình viết xong rồi thì mình sẽ dán lên một cái bảng nhớ. Dạo này thì chúng mình có một cái bảng nhớ này, thế nhưng mà Cam rất là thích vẽ lên đây. Và đây là cái hình mà Cam vẽ bố mẹ với cả Cam mà mình không lỡ xóa. Nhưng mà khi mà nhìn vào cái bức tranh này thì mình cũng có động lực để mà bắt đầu công việc cho ngày mới hơn. Bây giờ thì mình sẽ chính thức bắt tay vào công việc của ngày hôm nay đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem đến phút cuối của video. Và mình mong rằng là những gì mình chia sẻ trong video này thì sẽ phần nào có ích với mọi người. Và mọi người hãy nhớ nhé là hãy sử dụng cái quỹ thời gian của mình thật là hiệu quả và có ích. Bây giờ thì mình sẽ tạm biệt mọi người và chúc mọi người một ngày tốt lành nhé.